Vâng, Hòa xin chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh Bông Trăng Việt. Hôm nay Hòa lên một cái combo 23 loại giống bông trang rất là mới luôn mọi người nhé. 23 màu cái giống bông trang khác nhau mà chỉ có 300k bao ship tới nhà, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán mọi người nhé. Đây là cái giống đầu tiên mà Hòa giới thiệu tới mọi người. Đây là một cái pháp vàng phúc lộc mọi người nhé. Thì hoa thì có 5 cánh mọi người, rất là đẹp luôn. Để Hòa bỏ cái hoa trên màn hình cho mọi người tham khảo nhé. Cây số 2, một cây số 2, đây là một cây đỏ đuôi phụng, lá thì có 3-4 nếp lá, hoa thì có 6-8 cánh mọi người nhé. Một cây số 3 Hòa giới thiệu tới mọi người là một cây cam Đài Loan. Dòng này hoa rất là đẹp luôn mọi người. Mọi người tham khảo hoa ở trên màn hình nhé mọi người. Đây là cái combo 23 cây. Cây số 4 Hòa giới thiệu tới anh chị là một cây pháp đỏ ngũ phúc mọi người. Hoa thì có 5 cánh, 6 cánh. Mọi người tham khảo hoa trên màn hình nhé. Cây số 5 là một cây cây số 5 là một cây hồng phấn mọi người. Hồng phấn là chân hay còn gọi là hồng phấn là trung. Cây số 6 là một cây vàng kinh Dubai mọi người. Đây là cái combo mà rất là nhiều cái bông đẹp nên mọi người tham khảo giống. Cây số 7 là một cây phùng hoàng kim. Đây cây một cột rất là đẹp mọi người. Mọi người đặt cái bông này về trong để mà mình có thể hoa chơi Tết mọi người nhé. Một cây số 8, một cây tím sen Vĩnh Châu của thị xã Vĩnh Châu Sóc Trăng. Đây, dòng này cao một cốt là rất là đẹp mọi người. Cây số 8. Một cây số 9, đó là một cây pháp hương siêu hoa. Đấy mọi người nhé. Anh chị chủ bạc tham khảo hoa ở trên màn hình Hòa để kế bên. Cây số 10 trong combo 23 cây là một cây vàng son Cần Thơ này. Đây chân son rất là đẹp luôn. Đây là cây số 10 vàng son Cần Thơ. Cây số 11 là một cây phùng hoàng lửa, hoa có màu đỏ cà rốt rất là đẹp luôn, với lại chùm hoa rất là to. Cây số 12 là một cây hồng lá lê mọi người nhé. Cây này hoa màu hồng, cánh nhọn rất là đẹp, hồng lá lê. Cây số 12. Cây số 13 là một cây cam Thái Lai. Cây số 13 là một cây cam Thái Lai mọi người nhé. Cây số 14 là một cây dòng vàng Thái Lai, hoa cũng rất đẹp, những dòng này chơi Tết rất là đẹp mọi người. Mọi người tham khảo hoa. Cây số 15 là một cây vàng son ngũ phúc, hoa thì có 5 cánh, cánh nhọn. Đây anh chị xem hoa kế bên mọi người. Cây số 16 là một cây tím sen Lào. Đấy mọi người nhá. Cây một cốt khỏe đẹp, rễ rất là nhiều rồi mọi người yên tâm nhá. Là một cây số 17 là một cây vàng hương mọi người. Anh chị cứ thêm tham khảo hoa ở trên màn hình. Cây số 18 là một cây hồng cánh kép, hoa thì có 3 lớp cánh được xếp chồng lên nhau, màu hồng mọi người nhá. Cây số 19 là một cây cam hương. Đây dòng một cốt luôn, cam hương bóng rất là đẹp mọi người nhé. Cây số 20 là một cây mỹ tím Cà Mau, hoa rất là to, màu tím thơm nữa mọi người nhé. Cây số 21, đây cây số 21 là một cây đỏ Thái Lai. Đây, dòng này một cốt cũng rất là đẹp luôn, hoa màu đỏ. Cây số 22 là một cây cam Dạ Quang. Đây một cốt mọi người nhé. Cây thì có chiều cao dao động từ 25 đến 50 phân mọi người. Cây số 23 là một cây vàng sọc đột biến mọi người. Hoa cực kỳ đẹp luôn. Như vậy là một combo mà chỉ có 300k, 23 cây khác nhau mà chỉ có 300k lại được bao ship tới nhà. Anh chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán mọi người. Đấy, một combo 23 màu sắc khác nhau mà chỉ có 300k lại được bao ship tới nhà nữa mọi người. Được kiểm tra hàng khi thanh toán. Mọi người thấy sau lưng Hoa có một cái vườn hoa. Hoa này hoa trồng đã được hơn 2 năm rồi. Đây mọi người, trong bây giờ là Tết đã có hoa rất là nhiều để mình chơi Tết rồi mọi người nhé. Mọi người nhanh tay đặt hàng về bằng cách nhắn tin qua số điện thoại của Hòa 0937 139 756 ấy, để nhắn tin qua Zalo Hòa nhé. Đấy, vàng hương dưới ánh nắng mọi người này rất là đẹp luôn, nên mọi người đặt combo 23 cây về mình trồng chơi Tết đi mọi người, bảo đảm là rất là nhiều hoa đẹp. Đây đây là cây cây kế bên này, vàng sọc đột biến mọi người nhé. Đây vàng sọc đột biến rất là đẹp. Mọi người đặt hoa chỗ Hòa là hãy cứ yên tâm mọi người, rất là nhiều hoa đẹp luôn. Đây là cái dòng cam Thái Lai mọi người nhé. Đây cam Thái Lai đó, hoa rất là đẹp luôn, khóm bông này. Những cái dòng này mà rất là nhiều hoa để mình chơi Tết rất là tuyệt vời luôn mọi người nhé. Đặt combo bây giờ trong là Tết có hoa như vậy để chơi này mọi người. Đây khóm hoa của tím sen Vĩnh Châu của thị xã Vĩnh Châu Sóc Trăng, dòng này rất là thơm mọi người nhé. Đây dòng này cực kỳ thơm luôn. Đấy, còn như vàng sọc đột biến này mọi người này. Còn phía bên này là cái mì tím Cà Mau thì cảnh hoa nó nhọn hơn mọi người, rất là nhiều hoa đẹp luôn. Đây là vàng son Cần Thơ ấy mọi người, màu rất là đẹp. Đấy anh chị xem này, rất là nhiều hoa luôn. Này, bóng này. Cho nên anh chị mua chỗ hoa thì hãy cứ yên tâm nhá.
đầy đủ các loài bông này, rất là đẹp này mọi người đó. Màu tím này cực kỳ đẹp luôn, tím sen Vĩnh Châu này, vàng sọc đột biến này đó, vàng son Cần Thơ, rất là nhiều hoa luôn mọi người nhá. Mua một cái combo 2-3 cây như vậy, rồi mình trồng một hàng cây, vài bữa là Tết là có 23 màu bông trang khác nhau đó, để mình chơi Tết luôn đấy, tạo ra một hàng cây bông rất là đẹp luôn mọi người nhá. Đó mọi người thấy này, rất là nhiều màu hoa khác nhau, cho nên mọi người mua ở chỗ hoa thì hãy cứ yên tâm nhá, đảm bảo là đủ uy tín luôn đấy anh chị xem này, rất là nhiều hoa luôn này, bông này, cho nên anh chị mua chỗ hoa thì hãy cứ yên tâm nhá, đầy đủ các loài bông này, rất là đẹp này mọi người đó. Màu tím này cực kỳ đẹp luôn, tím sen Vĩnh Châu này, vàng sọc đột biến này đó, vàng son Cần Thơ, rất là nhiều hoa luôn mọi người nhé. Hòa cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh Hòa từ trước tới nay, đặt hòa tại kênh Hòa. Chúc mọi người một ngày thật là nhiều vui vẻ.